em. Giận. Người đàn ông mà anh cũng thích ôm lắm mà sao riêng em không được. Anh không có tiếng chim ngưỡng nghệ thuật. Cái nghệ thuật của em nó có mùi em không? Xô gì ra kỳ quá. Xô gì đây, sao tư gì buồn dữ vậy? Vui lên đi. Cười lên. Dạ. Bước lên đây. Anh sản ưng. Mắc cái gì quạo với khán giả? Mày dưới mày kêu gương, mặt nặng mày nhẹ với người ta gõ gạt tao mới thấy sao mắc gì? Ai ai đâu? Mày á? Tao làm gì? Mày vậy nè, bán vé mà vậy nè. Cái mặt tao, cái mặt tao mập. Ủa? À cái nọng á. Cái này là cái nọng. Tao vẫn cười, rất tươi. Xin lỗi đi. Anh chị mua vé em. Tao xin lỗi đi, cái này cơ chế tự nhiên ha. Đúng rồi, không phải là cố tình. Lỗi. Phải nói mới biết được. Trời ơi. Trời trời, nó tán vô cái muốn chết vậy. Ủa sao bọc. Kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao đánh cái muốn bật cái khung xương ta ra ngoài nữa. Quýnh cái lùng hôn lúc đầu luôn. Em kiểm tra em anh lùng hết nửa không? Vậy đó hả? Rồi vô, đi hát bác. Số gì đây con, số gì đây, số gì ra. Chúc anh đại quá thân là trai. Chúc anh đại quá thân là trai. Giống trai không? Quá giống trai chứ. Đây chào chúc mình đại đứa thuốc anh ông trời. Từ hình dung giác thì là trai, đại là trai, là chúc anh đại. Em đâu có cần chào đứa thuốc, em có mà. 32 32 nó đi với con quay 32 mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Buồn rằng nay lãng tâm tim, nhấp ly rượu đắng, nghe hồn bay bồng lâng lâng. Đọc lại hả? Dạ, rồi. 32, 32, 46, 46 mới hai con. Mấy gì ra, con thứ ba. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra. Ôm giấc mộng lỡ là những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say giờ chẳng ta từng thu thấy lá lá bay đắt một cuộc tình lá bay chất đắng tuổi đời nhớ người ta uống ly đầy. 37 số gì đây mày gì đây mày gì đây mày gì đây chiều nay gió đông về từng chừng trên bến. Trời gió xuân về thăm cô hương tình bao nhớ thương mà sao phố phường vắng tình sầu lạnh buồn tâm hồn còn số bốn 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 còn số gì đây số gì đây số gì đây cùng bước gì đây buông gì đây cùng bước gì đây buông gì đây buông gì đây buông gì đây ý dầu ai đưa dâu bên bờ sông có còn thương cho được.
Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Tôi thì đây mấy kỳ đà, tôi thì đây mấy kỳ đà, mấy kỳ đây. Đi 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 cha cha cha. Này, băng nhạc nhá. Nhịp điệu cha cha cha, techno, 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 techno. How you like that? Chị gái ở phía trên đặt dạy dòng lời cơ đặt bên đây. Và quý vị mình khoan qua bộ tờ vé trên tay của mình, tránh tình trạng cái lụt cái sai mình cùng cho số lại. Dạ quý vị, ở vòng loại này bao nhiêu người chúng nữa mình trên dạ, mình tiến của mình trên giúp em nha. Ngay bây giờ các chị em chúng em sẽ tràn xuống dưới một của quý vị vòng loại mới. Bé kìa, bé kìa. Đổi mới cho quý vị, mỗi lá vé 50.000 đồng phần thưởng đến từ nhà tài trợ ẩm thực Trần Đà Nẵng. Thưa quý vị, rồi 50.000 đồng sau vòng loại đặc biệt này, ai đâu ạ? Ai có ai kinh nữa không ạ? Số chị gái nữa hả? Dạ còn ai trúng được không quý vị? Dạ nếu như không có thì em xin phép được mời một vị khán giả bất kỳ lên đây hỗ trợ cho chúng em để dò lờ ra vé này. Và chúng em sẽ gửi cho vị khán giả một vé cho một loại tiếp theo. Dạ đâu à? Có ai lên hỗ trợ cho em không quý vị ơi? Cho chị em thấy mời một vị khán giả ước lên dò sớm giùm cho em ạ. Dạ rồi mời em Trang. Dạ lên đi giúp em ạ. Rồi chị gái đứng đây giúp em nha. Dạ. Dạ, chị tên gì đến từ đâu? Chị đến từ Tân Bình ạ. Chị đến từ Tân Bình hả? Chị đến với đoàn Lotto Sài Gòn Đồng Thời là lâu chưa? Lần đầu tiên mà đã trúng, trời ơi, quá xuất sắc luôn rồi. Anh trai qua đây nè. Dạ, anh hỗ trợ giúp em đọc vòng loại kèm theo những cái số trúng. Vòng loại 2, 3, 3, 5. Hợp lệ. Số đầu tiên 56. Có 1. 32. Mấy? 32. Có 2. 22. Có 3. Số 8. Có đủ.